Dạ Thắng chào bà con, ngày hôm nay là thứ bảy ha, ngày 22 tháng 10. Bên Thắng đang tiếp tục đóng cây online gửi đến cô chú trên cả nước. Quay sơ sơ cô chú xem một số cây chuẩn bị đi về trên trại ở trên Đức Hòa chị thứ năm á, gần xã Hiệp Hòa. Kế bên ủy ban luôn. Này ổi ubi cây lỡ ha cô chú. Ổi ban đầu nữ hoàng, còn dừa các loại nè. Như là hôm nay bên cây giống Tâm Phúc là đang đóng cây gửi cho bà con trong tuần vừa qua. Thì tính tuần này là đóng chủ nhật, nhưng mà đơn hàng quá nhiều, cũng như là cô chú để đợi lâu quá thì cũng được thì đóng luôn. Đây là bạn Thảo Vi đang soạn nhãn Long Phụng Châu. Một giống nhãn đang có ưu thế lớn nhất trong tất cả các giống được bà con ưa chuộng ha. Cho trái quanh năm, hạt nhỏ, trái lớn, không cần xử lý, vẫn ra tự nhiên. Chú sữa Mika, ổi ruby. Ổi này là cây cứng đang lên tược ha, bên đại giống nuôi lại rồi. Đợt này là gửi bù cho chú Thông ở Tầm Du, Long An. Khoảng nửa tháng trước biết cô chú có xem clip đó không? Chú lấy rất là nhiều ổi ruby này, nhưng mà chú lấy bầu nhỏ, cây mới xuống á thì nó có số lượng nó bị hao hụt, bây giờ gửi bù lại cho chú. Đó là cái cam kết uy tín của bên cây giống Tâm Phúc đến bà con. Nhưng mà cô chú đừng nghe vậy rồi mình cứ bỏ rồi nó chết rồi, có nhiều đơn con nói thật luôn, trên này luôn, thậm chí cô chú đang xem kênh con luôn. Có nhiều đơn chết có 1 cây, 2 cây con vẫn không đền, nhưng mà đơn chú Thông nè, mấy mươi cây ở cây giống Tâm Phúc vẫn đền. Quan trọng cái thật của bà con chúng ta đến với con thì cũng thật, thì bà con thật thì hai cái nó hợp lại thì nó sẽ bền vững hả cô chú. Cây trước khi đi bưu điện á sẽ được cột dây rất là kỹ, cũng như là những cây nào cao quá sẽ có chằng thêm một cái cây tre này để cho nó tránh trường hợp là bị gãy. Rồi có tem của bên cây giống Tâm Phúc hết ha. Hôm nay đóng cũng khá là nhiều chú sữa. Quấn về tốn nhiều băng keo lắm nha bà con. Con số kiện cũng xong rồi. Quay sơ sơ của chúng ta xem. Thì bên Thắng bán cây cam kết với cô chú á, điều đầu tiên con muốn chia sẻ là do mình mua cây qua mạng thì mình không có trực tiếp lựa được. Bên trại giống con là người lựa chọn cây cho bà con. Trường hợp xấu mà về mình trồng mình rất là kỹ rồi mà nó có chết hay gì đó trong vòng tháng đầu tiên thôi, một tháng đầu tiên thôi, thì bên Thắng sẽ gửi bù lại cho cô chú và cô chú trả cước giùm bên con, cước phí vận chuyển á, đền cây lại cô chú trồng. Còn có nhiều cô chú con nói thật đừng buồn, sau một tháng rồi mà điện lại con nói nặng nói nhẹ là con cảm thấy không thoải mái rồi, tại vì con đã hứa cô chú với cây giống này trong vòng tháng đầu thôi là đã biết chết sống rồi. Còn riêng con bán cây công trình á thì con cam kết cho bà con từ 4 tới 6 tháng cây có chết một đền một. Con thì con cam kết cô chú vậy thôi, chứ còn nhiều bà con lại không hiểu, làm như vậy thì nó khó chịu cho đôi bên thôi. Rồi cảm ơn cô chú ha. Mình cần mua giống cây trồng ở Chợ Lách Bến Tre liên hệ con là Thắng cây giống Tâm Phúc. Cảm ơn bà con một lần nữa ạ.